Bất luận nó là cái pháp nào, bất luận là nó một cái trạng thái nào, một cái cảm xúc nào, đừng có đặt tên cho nó, đừng có gán nhãn cho nó, đừng có bao biện về nó, đừng tìm cách hợp lý hóa, vân vân. Thì tất cả những cái đó là chúng ta đang tạo nên những cái chồng chất đấy. Và bất luận những cái chồng chất nào, mọi người có biết đấy, trong quan niệm dân gian của chúng ta đúng không? Kể cả trong nhà Phật cũng vậy. Đó chính là gì mọi người có biết không? Nghiệp. Nghiệp đấy. Nghiệp ở đâu mà ra? Nghiệp ở đấy mà ra đấy, mọi người ạ. Chứ nghiệp ở đâu mà ra? Không có nghiệp ở đâu mà ra. Mọi người cứ nghĩ lại mà xem. Nghiệp ở đâu? Đúng không? Bây giờ người ta chửi mình không chửi lại. Thì mình chửi, mình chồng lại, mình khó chịu, mình bức bối. Chúng ta chồng chất lên, tức là chúng ta đang tạo nghiệp đấy, khẩu nghiệp đó. Thì chúng ta chưa đủ đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng đối cái hành động thì là sẽ tạo thành là thân nghiệp. Mới đầu thì nó ở trong ý của chúng ta đã, đúng không? Nó khởi ở ý, rồi nó bộc phát lên ở miệng. Bộc phát lên ở miệng chưa đủ thì bắt đầu là ra hành động. Thế là đầy đủ hết, thân khẩu ý nghiệp, tức là nghiệp diễn tiến. Thế còn nếu mà chúng ta quan sát được đúng không? Thì nó chấm dứt ở đó. Nếu chấm dứt ở đó, chúng ta sẽ không tạo ra một cái nghiệp xấu gì cả. Chúng ta không tạo ra một cái xấu. Chuyển hóa, cái năng lực chuyển hóa được hay không? Là nó ở ngay đó. Nó ở ngay đó. Thì một lần nữa cũng nói là để cho quý vị nhận thấy, tức là nói thì vẫn là dễ, đúng không? Nói thì vẫn là dễ, nhưng mà để làm được như vậy đó là nó đòi hỏi một cái sự công phu, một cái sự luyện tập. Và tức là chúng ta phải ghi nhớ trong những cái quan sát trong cái hàng ngày của chúng ta đó. Đó, một cái sự quan sát một cách đúng đắn, toàn bộ, không can thiệp những cái gì nó đang diễn ra ở bên trong nội tâm của chúng ta. Thì đó chính là cái năng lực chuyển hóa đấy. Nó là năng lực chuyển hóa, bất luận là những gì. Và những cái này là nó là có một cái năng lực rất là lớn, quý vị ạ. Không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn. Chính vì vậy mà ở trong cái bài kinh gọi là bài kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật nói là đây là con đường duy nhất để thanh tịnh hóa chúng sinh. Đúng không? Duy nhất thì người ta sẽ nói là tại sao mà 8 vạn 4.000 pháp môn mà tại sao lại là duy nhất? Duy nhất ở đây có nghĩa là làm cái gì thì làm, thực hành cái gì thì thực hành, nhưng mà phải luôn luôn làm sao? Có chánh niệm, có một cái sự quan sát, nhận diện đúng với những gì nó đang xảy ra, đúng với những gì nó đang có. Đấy. Thì chúng ta thực hành như vậy, chúng ta niệm Phật cũng được, chúng ta chỉ chú cũng được, chúng ta hành thiền cũng được, nhưng mà phải có chánh niệm. Vấn đề là phải có chánh niệm, đúng không? Chứ còn nếu mà không có chánh niệm thì chúng ta cũng chả có thể nói là gì. Cho dù tố chất gì thì tố chất, nhưng mà cái chánh niệm này là cái năng lực chuyển hóa của nó mới có được. Nếu mà không có chánh niệm thì chúng ta sẽ rất là khó nói. Thì chúng ta bắt đầu khởi tâm, chúng ta thấy được an lành, có một cái sự an lạc thì chúng ta thích thú, thì chúng ta lập tức nắm giữ vào. Thế còn bắt đầu nó khởi lên những cái khó chịu thì chúng ta bức xúc. Như vậy là chúng ta cứ luôn luôn là bị trôi dạt bên này bên kia, không thể nào chúng ta có thể trung dung, chúng ta đứng được ở giữa cả. Thì đó là lý do tại sao là cái tố chất chánh niệm nó là một cái tố chất nền tảng, nó xuyên suốt. Xuyên suốt không chỉ trong cái sự tu tập, mà nó còn là xuyên suốt trong cái cuộc sống. Nó là cái tố chất để giúp chúng ta thoát ra được những cái ràng buộc, thoát ra được những cái khổ đau, giúp chúng ta có được những cái hạnh phúc, an lạc của nội tâm. Và nó sẽ là những cái hành trang để giúp quý vị không chỉ là hạnh phúc ở đời này, mà sao? Hạnh phúc cả ở đời sau. Khi mà chúng ta rời bỏ cái xác thân này, chúng ta đâu có mang theo được cái gì đâu. Chúng ta đâu có mang theo được cái gì. Đúng không? Cái tâm thức của chúng ta, những cái trạng thái nó an lành, những giờ phút cuối cùng đó, đúng không? Nó sẽ là những cái hành trang, nó thực sự đó mới là những cái hành trang của chúng ta. Chứ chả phải là bây giờ chúng ta làm ra được nhiều tiền, có được bao nhiêu nhà, có được bao nhiêu xe, chúng ta không có mang được một cái cách nào đi hết, mọi người ạ. Thế nhưng mà chúng ta cứ hay lao tâm khổ tứ vào những cái mà bây giờ chúng ta cứ phải nhìn đi, chúng ta phải nhìn lại, đúng không? Chúng ta phải nhìn lại. Và quý vị, cho bây giờ quý vị có đi qua quá nửa cuộc đời, hay là quý vị mới được 1/3 cuộc đời, hay là mới ở những cái tuổi 20, thì chúng ta biết rồi là cái chết nó không có thỏa ước với chúng ta. Thế bây giờ từ từ thì tôi làm cái này, tôi làm cái kia, bây giờ xong cái này, không bao giờ. Chúng ta có thể ra bất kỳ lúc nào. Cho bây giờ chúng ta hay kiêu mạng là gì? Kiêu mạng là khi mà chúng ta có được tuổi trẻ, chúng ta có được sức khỏe, đúng không? Thì chúng ta hay kiêu mạng mà chúng ta cứ nghĩ là nó xảy ra với ai ấy. Chứ còn bây giờ mình đang trẻ, mình đang khỏe, mình đang có nhiệt huyết, năng lực như thế này, chắc là chẳng có vấn đề gì xảy ra với mình đâu. Đấy là một cái sự ảo tưởng lớn nhất.
đấy là một cái sự ảo tưởng lớn nhất. À, vì nó có thể xảy ra với bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào. Như vậy thì cái mà bây giờ để chúng ta tạm gọi là một cái chúng ta nương tựa, đúng ra là một cái pháp của Đức Phật là pháp không có nương tựa, nhưng mà chúng ta chưa tới cái đó, đúng ra chúng ta cần có một cái sự nương tựa đã. Vậy thì cái nương tựa ở đây chính là nương tựa vào cái năng lực của chánh niệm, đúng không? Nương tựa vào với cái việc quan sát, chúng ta quay trở vào bên trong. Thì chúng ta phải tạo ra một cái sự nương tựa chứ. Hay là bây giờ chúng ta đến một cái chùa chiền nào đó, chúng ta nhìn ra bên ngoài, chúng ta lại cầu kiếm, chúng ta lại, đúng không? Chúng ta cầu mong, chúng ta muốn gì đó. Đấy, thì chúng ta cũng đang hướng ra bên ngoài. Thế còn cái thực chất mà chúng ta hướng được vào bên trong, thì đó là cái cốt lõi của bản chất của cuộc sống, cũng như là cốt lõi của Đạo Phật là vậy đó. Nó tạo nên những cái sự chuyển hóa, những cái sự giải thoát, đúng không? Giải thoát ở đây nó có một cái sự tự do, giải thoát khỏi tất cả những cái ràng buộc. Thì đó chính là, nó hơi lan man một chút với cái câu hỏi là chánh niệm là gì, nhưng mà vì là cũng là một cái khái niệm mà có khi là chúng ta cũng đang quan tâm và muốn để thấy được một cái bức tranh hơn, thì chúng tôi cũng xin phép là nói nó hơi rông dài ra như vậy. Thực ra thì đây chúng ta cũng không đang diễn show, đúng không? Khi mà chúng ta diễn show mà chúng ta giải trí đó thì vỗ tay là một cái điều cần thiết. Thế nhưng mà đây là chúng ta đang làm một cái chúng ta biết là khi mà người ta muốn trao tặng các cụ, chúng ta các cụ ngày xưa, các cụ hay nắm tay vào, đúng không? Các cụ đúng không? Đi chào nhau đó. Thế bây giờ chúng ta cũng có thể là chắp tay cái hình bút sen đó. Chúng ta chỉ chắp tay và chúng ta yên lặng, chúng ta lại quay vào trong. Thế thì cũng có nghĩa là lúc đó chúng ta đang cảm nhận những cái gì. Tức là chúng ta đang có một cái sự hân hoan, chúng ta đang có một cái niềm vui nho nhỏ, chúng ta đang có một cái năng lượng đang lên, chúng ta cảm nhận cái năng lượng đó. Thì cái năng lượng đó nó có một cái năng lượng lan tỏa. Thế còn bây giờ nếu mà chúng ta vỗ tay thì chúng tôi cũng chưa biết là nó lan tỏa. Thì cái vấn đề nó là vậy thôi, thì nó là những cái rung động. Quý vị đang có những cái rung động và chúng ta cảm nhận được những cái rung động đó. Và khi chúng ta cảm nhận được những cái rung động như vậy đó, chúng ta cảm nhận được nhé, thì nó sẽ lan tỏa. Thế thì cái cách mà thể hiện được, tức là chúng ta có thể chắp tay vào, thì chúng ta thấy là không hẳn là cái văn hóa của Đạo Phật mà văn hóa của ông bà mình cũng vậy. Chúng ta chắp tay vào, khi mà chúng ta chắp tay vào đó là chúng ta có một cái sự cảm nhận, chúng ta có một cái biết, đúng không? Bây giờ quý vị khi mà chắp tay vào đó, bây giờ quý vị thử làm giúp chúng tôi nào. Bây giờ chúng ta chắp tay vào với nhau, thì để chúng ta để ý cho một chút, thì chúng ta có biết cái gì không? Chúng ta có biết khi mà chúng ta để ý đến cái tay của mình, chúng ta có biết không? Biết cái gì nào? Thì có hơi ấm này, đúng không? Ấm này, có xúc chạm này. Nó cứ cứng hay mềm, năng lượng là chúng ta đang hơi nghĩ ngợi một tí đấy, đúng không? Bây giờ chúng ta thấy như thế này, bây giờ chúng tôi sẽ đợi quý vị, chúng tôi sẽ nói thêm. Khi mà chúng ta cảm nhận một cái gì nó là trực tiếp thì nó sẽ không thông qua đâu, không thông qua cái này. Bây giờ chúng tôi cầm một cái ly này lên, anh Sướng anh Nhân rất là cảm ơn ban tổ chức đã cho một ly trà. Thì khi mà chúng tôi cầm một cái ly này lên, nóng biết nóng, lạnh biết lạnh, đúng không? Bây giờ cái ly trà lúc đầu nó sẽ rất là nóng. Thế bây giờ tôi cầm cái ly trà này lên thì tôi có nghĩ là nó là nóng? Biết chứ, biết trực tiếp, đúng không? Chúng ta có thể cảm nhận trực tiếp, chúng ta biết trực tiếp vì chúng ta đã chạm được tới nó này. Chứ không có nghĩ là bây giờ nghĩ nó là nóng. Thế bây giờ tôi thả cái ly này xuống, bây giờ không có chạm. Thì bây giờ mọi người có người hỏi là bây giờ cái ly trà đấy nó như thế nào? Vừa nãy là tôi uống một cái ly trà nó nóng, thì lúc này là mình nghĩ thôi, tức là lúc nãy là nó nóng vì là mình không có chạm trực tiếp tới nó. Nhưng mà nửa tiếng sau bây giờ tôi cũng lại cầm cái ly trà này lên, thì bây giờ cái sức nóng của nó không còn, bây giờ nó có thể là hơi mát mát, đúng không? Ấm ấm, hoặc là thậm chí là nó mát rồi, nó chuyển sang cái mát rồi, nó cân bằng với nhiệt độ ở bên ngoài. Thế vậy thì lúc này là cái cảm nhận của tôi nó cũng là trực tiếp, nó là trực tiếp. Nếu mà bây giờ chúng ta biết một cái gì đó nó là trực tiếp thì nó là sao? Không cần qua suy nghĩ. Vậy thì cũng vậy, khi mà chúng ta chắp tay vào nhau đó, thì tất cả những cái gì mà chúng ta để ý, mà chúng ta biết ở đây là một cái biết là sao? Rất là trực tiếp, rất là trực tiếp. Tức là chúng ta đưa những
cái chánh niệm của chúng ta về với hiện tại. Và có một cái nơi chúng ta tạm gọi là một cái nơi để chúng ta nương ở trên thân, đó là cái sự xúc chạm của đôi bàn tay của mình. Thì tất cả những cái gì nó sẽ được thể hiện ở đó, toàn bộ những cái chánh niệm của chúng ta ở đó, những cái cảm nhận ở đó, và rồi là nó sẽ là một cái sự lan tỏa ở trong bản thân mỗi người và lan tỏa những cái xung quanh, thì chúng ta sẽ cảm nhận được những cái năng lượng rất là tích cực, rất là tích cực. Thì chúng ta biết là Đức Phật dạy những cái gì nó rất là thiết thực, chứ không phải là bây giờ chúng ta cứ phải nghĩ ngợi hoặc là những cái mà chúng ta không giờ tới nó. Đầu thì không có chạm tới trời, mà chân thì không có tập chạm tới đất, mà Đức Phật giảng dạy những cái gì mà chúng ta có thể xúc chạm với thực tại một cách rất là trực tiếp. Thế thì tất nhiên là như anh Sướng đã nói là chúng ta đến ở đây với rất nhiều những cái niềm tin khác nhau, đúng không? Với những cái quan điểm khác nhau. Nhưng mà khác nhau gì thì khác nhau thì chúng ta khi mà chúng ta thấy cái hai tay chúng ta chạm với nhau thì những cái sự hay biết của chúng ta nó sẽ không phân biệt chúng ta là ai, là trai hay là gái, là người châu Âu hay là người châu Á, mà đó là những cái gì rất thực, chúng tôi cũng có và quý vị cũng có. Như vậy thì đây là một cái sự cộng hưởng của những cái năng lượng. Thì chúng ta thấy là Đức Phật này không nói là chúng ta cứ vui vui với cảnh nghèo, tức là cứ nghèo. Và Đức Phật ngài cũng rất tán thán về những ai mà có được những cái tài sản, đúng không? Thế thì có tiền thì cái đồng tiền nó cũng chả phải là cái tội lỗi gì. Đồng tiền bản thân nó chỉ là một cái khái niệm này, mình chúng ta gán cho nó một cái ý nghĩa nào đó. Thế thì Đức Phật nói là nếu mà đồng tiền mà ở trong tay kẻ ngu đó thì rất là nguy hiểm. Vì sao? Đầu óc của người ta nó rất là tăm tối, và người ta sử dụng những cái đồng tiền làm sao? Và vào những cái việc mà nó không được thiện. Nhưng mà ngược lại, nếu mà đồng tiền nằm trong tay người trí thì sẽ tạo được rất nhiều những cái thiện pháp. Vì sao? Chúng ta đang được cái gì hướng dẫn ạ? Chúng ta đang được một cái sự hiểu biết hay là trí tuệ hướng dẫn. Như vậy thì cái vấn đề ở đây chúng ta không phải là băn khoăn là chúng ta có thể làm được gì hay không, mà cái vấn đề đó là mình có được một cái sự hiểu biết hay không. Chúng ta đang được dẫn dắt bởi cái gì, đúng không? Chứ còn không có thì người ta sẽ gán ra chúng ta phải làm những cái này, phải làm những cái kia, và chúng ta đang bị thúc đẩy. Có những người ta làm nhưng mà cái tâm trạng người ta nó đang không được thoải mái. Chúng ta biết là thậm chí là bây giờ chúng ta làm từ thiện cũng vậy thôi. Bây giờ tôi cũng có thể làm từ thiện để tôi đánh bóng tên tuổi của tôi. Tôi muốn thể hiện một cái, bây giờ tôi có điều kiện làm. Và thậm chí là tôi mới là một cái người chính mà có thể bao quát được tất cả. Như vậy là chúng ta đang thỏa mãn cho ai? Thỏa mãn cho bản thân mình. Và thông qua một cái được gọi một cái rất là đẹp đẽ, đó là từ thiện. Ví dụ thế, tất nhiên là ở đây không có nghĩa là chúng tôi là phê phán hay là phản bác gì tất cả những cái đó, mà cũng có nghĩa là chúng ta cần phải quay lại đâu. Quay lại nội tâm của mình. Chúng ta kiểm tra lại trạng thái nó có bình an hay không, nó có được một cái sự hiểu biết dẫn dắt hay không. Và nếu mà chúng ta có được một cái sự hiểu biết dẫn dắt, đúng không, chúng ta làm những cái gì là đúng, là thiện, thì Đức Phật rất là tán thán, phải làm những cái gì là thiện pháp chứ, phải làm những cái gì nó là đúng, là hay và tốt. Không phải là tốt chỉ cho mình, mà tốt cho mình, cho người, cái gì cũng vậy, cho lợi mình, lợi người. Chứ nhiều khi người ta chỉ có nghĩ mình thôi, nhưng mà người ta không nghĩ đến người khác, không nghĩ đến người khác, thì chúng ta thấy là nó ở một cái phạm trù rất là rộng. Như vậy thì người ta thấy là mình làm được gì thì mình làm. Và nếu mà chúng ta giả sử mà không có làm thì liệu là tâm trạng của chúng ta nó có bị xốn sang, nó có bị bức xúc, hay là nó có điều gì đó nó quá trăn trở không, hay là tâm trạng của chúng ta nó ở mức độ hiểu biết. Thì mọi chuyện là nó là tùy duyên. Mặc dù là chúng ta có một cái tài chính như thế nhưng mà điều kiện nó không cho phép thì cũng có nghĩa là nó chưa hình thành. Thế thì chúng ta thấy là mọi người ở đây xin mọi người hiểu giúp cho một điều là trên cái cuộc đời này không có cái gì là ngẫu nhiên cả. Không có một cái gì là ngẫu nhiên. Mọi chuyện nó đều có các cái nhân duyên của nó. Nó chỉ là ngẫu nhiên khi mà sao? Khi chúng ta không hiểu biết thì chúng ta sẽ cho nó là ngẫu nhiên.
Chứ còn cái cuộc đời này không có một cái gì, không có một cái hiện tượng nào là ngẫu nhiên cả. Đấy, nó là những cái pháp mà nó có các cái điều kiện, các nhân duyên. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu là các cái điều kiện, các cái nhân duyên cho nó là gì, đâu là thiện và đâu là bất thiện. Thế thì liệu là chúng ta có được một cái sự hiểu biết một cách đúng đắn nó đang dẫn dắt hay không? Thì từ từ thì chúng ta sẽ thấy là mình rất là thoải mái, mình rất là nhẹ nhàng, một cái tâm trạng nó rất là quân bình, nó rất là bình an để chúng ta xử lý tất cả mọi việc. Thì khi mà chúng ta đã làm đúng rồi thì nó được hay là nó không được, nó lại không phải là vấn đề. Vấn đề không phải là cứ được mới là hay, mọi người ạ. Có những cái mà khi mà được ấy là sao? Là đi. Được là đi. Đó, thế đừng có cầu cho nó được. Đó, mà cầu là sao? Là để cho nó cái gì? Nó là đúng. Nó là đúng, nó là bình an. Chứ đừng có là mong muốn một cái gì đó nó cứ phải được. Đấy, người ta, cái đó là cái thói quen của chúng ta thôi, chứ cũng chẳng có cái gì cả. Nhưng mà cái thói quen của chúng ta là cứ phải cố cho nó được. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Thì cái tâm trạng của chúng ta nó phải hết sức là bình an. Làm cái gì cũng vậy, cái tâm trạng nó phải bình an. Và cái nữa, tức là nó có một cái sự hiểu biết một cách rõ ràng, có một cái sự dẫn dắt bởi trí tuệ. Thì tự động thôi, thì chúng ta sẽ thấy là mọi hiện tượng nó sẽ giống như là cái bông hoa nó nở. Tự động nó sẽ diễn ra đủ ngày, đủ tháng. Nó có ánh nắng mặt trời, nó có được nước, được phân. Thì tự động cái cây nó lớn và hoa nó nở. Thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái hương vị thực sự của cái cuộc sống này, với tất cả những cái thăng trầm của nó, với tất cả những cái biến động của nó. Thế để rồi chúng ta mới hiểu là cuộc sống là gì chứ, đúng không? Chúng ta mới hiểu cuộc sống là gì. Chứ nếu mà bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái người nào đó, chúng ta quá là bi lụy và chúng ta quá là thương cảm. Mọi người có biết cái trạng thái đấy là cái trạng thái của cái tâm gì không? Trong nhà Phật người ta gọi là cái trạng thái của tâm gì ạ? Trạng tâm sân, mình đang sân. Đó. Có những người mà bây giờ nhìn thấy cái người đó mà không cho là không ấy được, là người ta không được, người ta cảm nhận không thể nào ấy được, tức là trong cái nội tâm của người ta nó không bình, nó vẫn chưa có một cái sự an lành. Đó. Thế còn nếu mà mình cần giúp được thì mình giúp, chứ đừng có quá bi lụy về nó. Đấy, chúng ta thấy bi lụy mà bi là cái thân là người ta gọi là từ bi bác ái, chứ còn của chúng ta thì có khi chưa được như vậy, nhưng mà mình đã bi là sao? Là lụy. Lụy là nó cuốn lại, nó quyện lại. Mà tất cả những cái đó là nó là những cái ràng buộc. Tất cả những cái đó nó là những cái ràng buộc. Mà những cái biểu hiện của nó thì có vẻ là đẹp đẽ, nhưng mà bên trong nó lại là ràng buộc. Mà chúng ta là thoát ra khỏi cái gì á? Thoát ra khỏi ràng buộc. Vấn đề ở đây là chúng ta hướng tới một cái sự tự do. Tự do ở đây là gì? Thoát ra khỏi tất cả cái ràng buộc về mặt tâm thức. Thì chúng tôi cũng không hiểu là bây giờ quý vị gọi là tự do, không phải là tự do thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn. Tức là những cái động cơ đằng sau là động cơ không chân chánh, nó đang chi phối, đúng không? Nó đang thúc đẩy chúng ta đang bị chi phối bởi những cái tham. Thế còn cái sự tự do ở đây tức là không còn phụ thuộc và không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ lý do nào đó. Đó là một cái sự tự do thực sự chứ. Không có ai ràng buộc chúng ta cả. Không có một cái điều kiện nào nó quá chi phối chúng ta cả. Thì như vậy chúng ta mới đạt tới một cái sự an lành thực sự. Chúng ta thấy là điều đầu tiên chúng ta cần hiểu là mình phải nhìn khi mà cái thói quen của chúng ta thôi. Khi chúng ta chẳng hạn như chúng ta muốn một cái gì đó, chúng ta thấy một cái gì đó là tốt, chúng ta cứ muốn đấy. Chúng ta cứ muốn, đúng không, là mọi người sẽ là phải như vậy. Đấy, chúng ta coi một cái món ăn này nó là tốt thì cứ muốn mọi người cứ phải mua về để cũng ăn giống mình. Đấy, thì đó là một cái thói quen, phải nói là nó là thế nào nhỉ? Nó là thâm căn cố đế. Mà đó là cái vấn đề mà đang hiện hữu của chúng ta đấy. Tức là chúng ta đang muốn thay đổi người khác. Và chúng ta chưa nhận thức rằng là mỗi một người, người ta có một cái căn tánh rất riêng. Một cái nghiệp rất là riêng. Đấy là nói theo nhà Phật. Còn ngoài ra thì trong suốt một chiều dài, từ lúc người ta sinh ra, người ta đã bị chi phối bởi các cái quan điểm, chịu sự ảnh hưởng của gia đình, của xã hội, ở nơi công sở, vân vân. Người ta có rất nhiều các cái vấn đề. Và tất cả những cái đó nó đang chi phối người ta. Và thậm chí là có khi chúng ta cũng chưa biết nữa. Người ta cũng chưa biết, và thậm chí là chúng ta cũng không biết. Thì có những người là người ta có một cái vấn đề gì đó ở trong quá khứ, nhưng mà thời gian nó trôi qua.
nhưng mà người ta cứ bị những cái đó nó ám ảnh và chi phối. Những cái vấn đề nó vẫn cứ nó vẫn cứ tiềm tàng nó ở đó. Thế thì chúng ta mới chỉ nhìn bề ngoài thôi, và bây giờ chúng ta đang muốn để cho người ta thay đổi. Vậy thì cái vấn đề ở đây đó, tức là nhiều khi đó mình cảm nhận được cái vấn đề đó thì người ta có thể thấy là mình đừng có cố gắng là để thay đổi nhiều quá, mà chúng ta hãy nhìn từ những cái bản thân mình. Khi mà có những cái tương tác như vậy đó thì mình có phản ứng hay không, mình có khó chịu hay không. Thế còn nếu mà chúng ta đang có khó chịu mà chúng ta lại khuyên bảo người khác hay là thay đổi người khác thì cái chuyện đó không bao giờ xảy ra, không bao giờ xảy ra. Và cho dù là người ta có nghe đi chăng nữa thì người ta cũng chỉ là nể mặt chúng ta, người ta nghe thôi, đúng không? Thì chúng ta phải thấy được cái điều đó. Mà mình cứ nghĩ là tại sao hôm trước đã nghe rồi mà tại sao bữa nay lại làm như vậy. Không phải người ta đâu có nghe đâu, bên ngoài nó vậy thôi nhưng mà bên trong chưa phải vậy. Như vậy thì như chúng tôi đã nói đó, tức là chúng ta đang học cách để nhận diện những cái nó đang chi phối mình. Chúng ta đang có rất nhiều những cái vấn đề chằng chịt nó đang chi phối, và bản thân chúng ta cũng đang rất nhiều những cái mong muốn, kỳ vọng ở đó. Đó thì đó cũng là biểu hiện của một cái sự kỳ vọng đấy. Nhất là những cái người đó nó đang có một cái sự gắn kết với chúng ta. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta có rất nhiều cái mối quan hệ, nhưng mà cái mối quan hệ này là một cái mối quan hệ rất quan trọng. Mọi người ạ, có thể nó là con cái mình, có thể nó là người yêu của mình, nhưng mà phải thông qua một cái người này chúng ta mới được giống như là được giải tỏa, được thoát ra, thì chúng ta phải nắm giữ. Chúng ta phải nắm giữ. Thế tại sao người khác chúng ta không nắm giữ mà chúng ta lại nắm giữ vào những cái người này? Đây là cái lối cổng để chúng ta xì ra tất cả những gì mà mình đang chất chứa. Cái vấn đề nó là vậy. Như vậy thì cái ở đây đó không phải là cái người này mà bây giờ nó đang xuất hiện được chúng ta. Họ chỉ là một cái công cụ thôi mọi người. Nếu mà dưới cái góc nhìn, dưới cái sự quan sát của chúng tôi là vậy đó. Chứ không phải là chúng ta nâng lên là đây là cái người mà chúng ta yêu thương, những người quý. Thông qua họ chúng ta đang mong, tức là để chúng ta giải thoát cái gì đó ở trong cái nội tâm của mình. Chứ còn nếu mà nội tâm của chúng ta nó rất là ok rồi đó, họ không có quá ảnh hưởng mọi người. Như chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi có thể là ở một mình chẳng hạn. Vì sao? Thế tất cả những cái mối quan hệ đó không có mong. Chứ còn bây giờ chúng tôi đang còn ẩn chứa, chất chứa thì chắc chắn là chúng tôi cũng không thể nào mặc được cái bộ y này rồi. Chúng tôi phải tìm một ai đó, đúng không? Để chúng tôi nói chuyện, chúng tôi chia sẻ và vân vân, tức là nó phải diễn tiến. Nhưng mà cũng có nghĩa là nếu mà nội tâm nó tương đối ổn rồi thì cũng có nghĩa là người ta không có quá lệ thuộc vào những cái đó. Như vậy là chúng ta đang bị lệ thuộc. Đó là một cái vấn đề nó đang hiện hữu. Thế thì khi mà mình nhìn được những cái đó, thì bây giờ nếu mà cái người đó chẳng may là không có một cái gì đó, tự nhiên chúng ta thấy nó hụt hẫng, nó rỗng. Chúng ta không thể nào chịu được những cái trạng thái nó rỗng như vậy. Một cái trạng thái có thể nói là nó cô đơn như vậy. Thế thì bắt đầu chúng ta lại tìm kiếm. Tiếp tục là chúng ta lại tìm kiếm. Tìm kiếm ở ai đó, miễn là sao là người ta lấp đầy chúng ta. Như vậy là cái đường là một cái đường là sao? Rất là vòng vèo. Rất là vòng vèo và không bao giờ chấm dứt. Vì nó cái cơ chế của nó như vậy và cái guồng quay của nó như vậy. Như vậy thì cái vấn đề chốt lại là để chúng ta phải thấu triệt và chúng ta giải quyết được tận gốc ở bên trong của mình. Thế rồi lúc đó thì nếu mà cái gì nó sẽ đến thì nó sẽ đến. Nó là các cái nhân duyên, đúng không? Nên mà chúng ta không có quá bi lụy. Bi lụy vào một cái mối quan hệ bất luận nó là gì. Nó là người này, là người kia, thậm chí nó có thể là những người rất gần với chúng ta như là con cái hay là cha mẹ trong gia đình. Nó cũng tạo nên những cái bi lụy rất là lớn. Nó tạo nên những cái sự nắm giữ và thông qua đó người ta có những cái kỳ vọng. Chẳng hạn như bây giờ chúng tôi mong muốn là mình trở thành một cái bác sĩ nào đó, nhưng mà mình không đạt được, mình không có được cái bằng cấp đó. Thì bây giờ mình sinh ra một cái đứa con, mình rất là mong muốn thể hiện được cái ước mong của mình mà trong đời mình không đạt được, thông qua đứa con, bằng cách này, bằng cách khác, tác động với nó để nó học, nó vào trường y. Và nếu mà mực sự thành đạt đó, mình cảm thấy rất là thỏa mãn. Thế nhưng mà bây giờ đứa con nó lại không vậy. Và không, bây giờ con, đời con thì con chỉ thích làm thợ mộc thôi. Thế chúng ta thấy, tự nhiên cảm giác của chúng ta nó rất là thất vọng, tràn trề. Liệu chúng ta có chịu được cái cảm giác đó không? Thế bây giờ trong một cái xã hội này, ai mà chấp nhận một cái ông mà trong sinh ra trong một cái gia đình tử tế, có ăn có học rồi, giờ bảo là con chỉ có muốn làm ông thợ mộc thôi. Thế nhưng mà nó lại đem lại cho cái người đó có một cái sự hạnh phúc. Và chúng ta không hiểu được điều đó, chúng ta đem những cái hoài bão, những cái mong muốn của mình để chúng ta đặt lên cho người khác. Và thông qua đó để nó chính là thể hiện những cái ước vọng của chúng ta. Thể hiện ước vọng của mình. Mọi người thấy không? Tức là chúng ta đang tạo ra những cái vấn đề, tự mình đang tạo ra vấn đề. Mình tạo ra vấn đề của mình và đồng thời mình cũng đang tạo ra vấn đề của người khác. Đứa nhỏ đó, nó chỉ muốn là ông thợ mộc thôi, bây giờ mình áp đặt nó là nó phải học.
áp đặt nó để nó thi và trở thành một cái người bác sĩ à, cả đời cha mẹ mong muốn mà không đạt được, bây giờ con phải cố gắng làm sao mà ông Thượng Mộc thì đâu có gì sai đâu, nó sẽ rất là thoải mái, nó rất là dễ chịu và cuộc sống của nó sẽ rất là an lành, nó chỉ ăn ngày 3 bữa thôi, nó không cần phải ở nhà quá cao sang chẳng hạn, và trong một cái mối quan hệ vừa phải hài hòa với thiên nhiên thôi. Nhưng mà chúng ta không chấp nhận cái điều đó, chúng ta không chấp nhận thì đó là do bản thân mình, và mình cũng đang tạo ra rất rất nhiều những cái vấn đề hệ lụy trong cuộc sống. Thì nó là vậy, cuộc sống là đa chiều, đa sắc màu. À, thế nhưng mà chúng ta biết như thế nhưng mà chúng ta không áp dụng được cái điều đó, đúng không? Thì đâm ra là nó cứ phải nhắc đi nhắc lại, à, chúng ta cứ làm quen nhắc đi nhắc lại. À, thì để từ từ đến khi mà chúng ta đã giải thoát được rồi đó, thì chúng ta sẽ chấp nhận đứa con của mình với tất cả những cái gì mà nó muốn theo cái ý của nó, mà chúng ta không có tạo nên cái áp đặt. À, thì như vậy là mình thoải mái thôi. Vấn đề là chúng ta phải thoải mái đó. Ta cũng biết là nó phải là cái gì cũng, nó cũng phải là thực dụng, nó cũng phải là thực tế. Vậy thì làm sao mà để chúng ta có thể lan tỏa được những cái năng lượng như vậy? Thì bây giờ chúng tôi cũng trước khi trả lời cái câu hỏi đó thì chúng tôi cũng xin phép để hỏi ngược lại với mọi người. Thế thì từ lúc chúng tôi chia sẻ đến giờ thì quý vị có quan sát đối với bản thân mình không? Có không ạ? Thế ngay như là bây giờ đó, quý vị có đang quan sát không? Ngay như bây giờ này không ngay từng giây từng phút, à bây giờ này chúng ta vẫn nghe đúng không? Chúng ta có biết không? Và chúng ta nghe về tâm trạng gì chúng ta có biết không? Không thì quý vị cũng không cần trả lời thôi, chúng tôi chỉ có hỏi là bây giờ chúng ta tự cảm nhận đúng không? Bây giờ chúng ta vẫn đang nghe này, à, chúng ta có những cái cảm nhận gì của hiện tại này, cái cảm giác của mình lúc này như thế nào này, có biết không này? Bây giờ cái trời đã ấm lên rồi, cảm giác nó dễ chịu, có một cái sự ấm áp này. À, thế rồi bên trong chúng ta cảm nhận thấy có những cái xúc chạm này, đúng không? À, rồi bây giờ các cái suy nghĩ của chúng ta nữa, nhiều khi nó cũng xẹt qua xẹt lại. À, thỉnh thoảng như vậy, hoặc là có những người thì là thấy là lúc nào cũng như vậy chẳng hạn. À, bây giờ, và bên cạnh đó nữa thì chúng ta có biết là mình đang có một cái được gọi là có một cái sự hay biết, có một cái trạng thái hay biết, à, có những cái đối tượng ở bên trong, rồi có một cái trạng thái nữa, tức là mình đang có một cái sự hay biết hay không, hay là mình đang không hay biết. À, thế thì nếu mà chúng ta cảm nhận được cái sự hay biết này, nó chính là năng lực, nó chính là những cái năng lực để lan tỏa đấy, nó có năng lực để lan tỏa. Có những lúc thì khi mà chúng ta ngồi nó lắng lại đó, thì những cái năng lực này thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là rõ. Nhưng mà nếu mà chỉ có ngồi không như vậy đó thì nó lại không có đủ, nó không có đủ. Vì trong cái cuộc sống này của chúng ta thì chúng ta vẫn cứ phải hoạt động, à, chúng ta vẫn cứ phải hoạt động, chúng ta vẫn cứ phải làm rất là nhiều việc. Nhưng mà xin quý vị hãy lắng lòng lại một chút, hãy để ý lại một chút, chúng ta có cảm nhận lại một chút. Khi mà chúng ta có cảm nhận đó thì đó là một cái sự an toàn. Người ta hay tìm kiếm một cái sự an toàn nó ở bên ngoài. À, thế nhưng mà cái sự an toàn hay là một cái sự an ổn thực sự, nó cũng chính là cái năng lực này đó. À, nó chính là cái năng lực này. Nhiều khi chúng ta gặp những cái rủi ro gì, giả dĩ mà chúng ta có tạm thời đó, tức là chúng ta có thể tránh được hay không, chính là do cái năng lực này. Chính là do cái năng lực này đó. Nếu mà chúng ta không có năng lực này thì theo cái nghiệp thôi, thì đúng không? Tự động thì chúng ta sẽ thấy là nó không ở cái miền an toàn, nó không ở cái miền an toàn. Thế còn nếu mà chúng ta có được cái sự an toàn, cái sự an ổn này không, thì chính là do cái năng lực này. Và nếu mà phải do một cái nghiệp lực nào đó, chẳng may mà chúng ta có rời bỏ cái xác thân này vào cái thời điểm đó, thì cái đó cũng là một cái sự ra đi làm sao rất là hiền thiện và rất là an lành. Thế thì từng giây từng phút đúng không, chúng ta cũng không khó lắm, nó cũng khó mà nó cũng không khó lắm. Thì cái vấn đề ở đây tức là mình để ý được, à, duy trì được như thế nào, thì bất luận những lúc nào mà chúng ta cảm nhận được nó, để ý được nó, à, thì những cái giây phút đó là chúng ta đang tạo ra được một cái sự an lành, đang tạo ra được một cái sự an lành. Thế còn nếu mà quý vị muốn sâu xa hơn, chúng ta muốn tham dự những cái khóa tu hay là những cái gì đó, thì chúng ta có thể là sau này, nhưng mà ít nhất là
ngay như bây giờ đây, ngay như bây giờ đây thì chúng ta có thể áp dụng được từ bây giờ. Như lúc đầu chúng tôi đã nói đó, đó là nó có điểm khởi đầu nhưng nó sẽ không có điểm kết thúc. À, bây giờ chúng ta là một cái sự khởi đầu rồi, nhưng mà hãy để cho nó được duy trì từng giây, từng phút. Và rồi có những lúc quý vị thấy là à, hình như là cái giây phút vừa rồi mình không có một cái sự hay biết, à, hay là không có một cái sự chánh niệm, không có một cái sự quan sát. Tại sao quý vị lại biết được cái điều đó? À, do cái gì mà bây giờ mình lại biết được cái điều đó? Chính là do mình đã có một cái chánh niệm. Nhờ có chánh niệm mình mới biết được cái giây phút vừa rồi mình đang bị thất niệm, mình đang không có một cái sự hay biết, mình đang có một cái sự bất cẩn. Thì cái sự chánh niệm ở đây tức là nó đi cùng với một cái sự người ta gọi là cẩn trọng, tức là nó sẽ an toàn đó, an toàn. Vì cái bản chất của cái năng lượng này là một cái năng lượng tích cực, một cái năng lượng thiện, đúng không? Mà chúng ta biết đây là cái quy luật của nhân quả đấy. Những cái gì mà nó là thiện, đúng không? Thì cái quả của nó là quả an lành. Chứ không thể nào bây giờ nói là cái này là cái quả thiện mà cái quả của nó lại là cái quả không an lành hay quả bất thiện được. Cái chuyện đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Thì chính vì vậy chúng ta đang tạo ra, người ta gọi là các cái trường, đúng không? Hay là các cái miền an lành. Một cái từ trường an lành mà nó mặc dù có thể chúng ta không thấy, nhưng mà nó là một cái sự hiện hữu, đúng không? Nó sẽ là phổ quát bao trùm ở mọi nơi, tất cả những nơi chúng ta đến và bất kỳ nơi nào, bất kỳ ở đâu. Nếu mà chúng ta có được một cái sự quan sát quay trở về với thân tâm này thì tức là chúng ta đi đến cái nơi đó là nơi an lành. Cái trạng thái đó là cái trạng thái an lành, cái năng lượng đó là năng lượng an lành và chúng ta không có sợ hãi. Và cái khổ nhất là trong cái đời sống này là chúng ta sống nhưng mà cứ phải sợ hãi. Có tiền rồi nhưng mà vẫn cứ sợ, đúng không? Có tiền rồi cứ phải là xây có cổng không phải là một khóa, hai, ba khóa đấy, rồi làm hàng rào cũng chưa yên tâm, phải vệ sĩ. Nhưng mà cái điều đó có tạo ra cái sự an lành thật sự không? Không bao giờ. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ đấy là một cái sự an lành, nó lại là ảo tưởng. Thế còn cái mà chúng ta đang làm ở đây, nó mới thực sự là tạo ra chúng ta có một cái sự an lành, có một cái sự nương tựa. Thế thì chúng ta mới sống một cách rất là tự tại và tự do được chứ, đúng không? Chứ còn bây giờ cứ phải dựa vào cái này quá, dựa vào cái kia quá, và mình cứ nghĩ là như thế này là mình sẽ được an ổn. Không có một cái gì đảm bảo cả. Chúng ta đang tạo ra ảo tưởng và chúng ta đang sống trong một cái ảo tưởng như vậy. Thực tế là không có, đúng không? Chúng ta thấy rất nhiều chuyện trên báo chí rồi. Nhà bao nhiêu cửa, bao nhiêu người giúp việc, bao nhiêu người vệ sĩ. Thế mà cái chuyện nó xảy ra là nó vẫn cứ xảy ra. Đấy. Đúng không? Thế thì cái vấn đề ở đây tức là mình vẫn phải tự tạo cho mình một cái năng lượng rất là tích cực, rất là an lành. Mà chính đây là cái liều thuốc của Phật đấy, đúng không? Chúng ta đang dùng thuốc của Phật mà. Và khi mà chúng ta đã an lành như vậy rồi là chúng ta đang tạo ra một cái tư trường đó cho toàn bộ những cái nơi mà chúng ta đang sinh sống. Đấy, chúng ta sẽ rất là tự tại và người ta sẽ cảm nhận được cái điều đó thôi. Những cái người gần chúng ta nhất, đúng không? Là con cái, là cha mẹ, là những người thân, là những người cộng sự, là những người làm chung việc với mình. Và tóm lại là tất cả những người mà đang ở gần mình. Như vậy là chúng ta đang tạo ra một cái từ trường cho bản thân và cho tất cả mọi người. Và một cách rất tự động là người ta sẽ cảm nhận được và người ta cũng sẽ thay đổi được. Và đó là chính là những cái năng lượng mà nó sẽ giúp cho có một cái sự lan tỏa. Và những cái Phật pháp của Đức Phật đó, tức là đến để mà thấy. Và khi mà chúng ta đã thực hành đó thì nó có kết quả, nó kết quả ngay trong hiện tại và ngay lập tức. Chúng ta không có phải chờ, phải đợi, chúng ta không có phải cầu mong và cứ phải mong mỏi là sau này nó mới có. Khi mà chúng ta đã thực hành là nó có kết quả ngay lập tức. Nó kết quả ngay lập tức. Và càng ngày càng lúc thì cái năng lực đó nó càng trở nên mạnh mẽ. Và quý vị sẽ thấy là nó tác động đến toàn bộ các cái tâm thức của mình, đúng không? Thì lúc đó chúng ta mới cảm nhận được những cái năng lượng của nó chứ. Chứ còn bây giờ chúng ta nói với nhau và chúng ta có nói hay đến bao nhiêu đi chăng nữa, mà nếu mà chúng ta không có một cái sự thực hành, không có một cái sự quan sát thì cái năng lượng nó không có, cái năng lực chuyển hóa nó không có. Thế thì cho dù cái bài pháp, những cái lời nói nó là hay thì chẳng qua nó cũng chỉ là những cái đánh bóng thỏa mãn cho cái sự nghe của chúng ta thôi. Nhưng mà cái mà chúng ta đang làm ở đây là nó mang cái tính rất là
thiết thực. Thì chúng tôi cũng thiên về cái thiên hướng rất là thực dụng, đúng không? Tức là làm cái gì cũng vậy, là nó phải ra tấm ra món và nó phải có kết quả. Chứ không có, nếu mà chúng tôi chỉ có nói chơi với quý vị thì cũng rất là mất thời gian. Mà chúng ta cứ phải mất thời gian để chúng ta cứ phải ngồi với nhau ở đây nói để cho thỏa mãn cái tai của mình, xong rồi cuối cùng chả có cái kết quả gì, thì cái điều đấy nó sẽ không đem lại một cái lợi ích gì thực sự là thiết thực cả. Thì chính vì vậy mà chúng ta cũng là những người đã sống qua rất nhiều năm rồi, đã đi qua 1/3 cuộc đời, đã đi qua nửa cuộc đời mình rồi, thì chúng ta cũng bao giờ cũng vậy, nó cũng có những cái thời gian mình cần chậm lại một chút, tĩnh tại lại một chút, và chúng ta có những cái thứ tự ưu tiên một chút để rồi mình thấy được thực sự đó là những cái mình, những cái gọi là hành trang cho cái cuộc đời này đó thực sự nó là cái gì. Bên cạnh những cái được gọi là cơm áo gạo tiền, đúng không? Như thế rồi chúng ta mới có được những cái cân bằng trong cuộc sống chứ. Chứ còn cuộc sống mà cứ cơm áo gạo tiền thì nghe chừng nó cũng hơi buồn tẻ, đúng không? Không biết quý vị thế nào nhưng mà chúng tôi sẽ thấy nó rất là buồn tẻ. Cuộc sống thì nó rất là đa chiều, nó rất là nhiều các cái sắc màu. Và để rồi chúng ta cũng để hiểu được bản thân mình hơn, sống một cách nó từ bi hơn, chan hòa hơn. Và hơn hết cả tức là chúng ta có được một cái sự tự do, có được một cái sự tự tại trong tâm thức của mình. Và để chúng ta đến cái cuộc sống này cũng là một cái sự rất là may mắn và an lành rồi. Và chúng ta sẽ ra đi một cái sự tự tại và an lành. Thì đó cũng là những cái mong mỏi của chúng tôi gửi đến quý vị. Và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị ngày hôm nay ở đây luôn có được một cái sự an lành trong cuộc sống, có được một cái sự tốt đẹp cho bản thân và để lan tỏa tới tất cả những cái mọi người xung quanh cũng là cộng đồng nơi chúng ta đến và nơi chúng ta sinh sống.